Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta đến với cuốn video giao lưu với vườn cảnh ông Lương Văn Cầm. Địa chỉ tại xã Phú Phương, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Vâng, với một mảnh đất nhỏ nhỏ, khu vực nhà ở, vừa làm vừa chơi, vừa tạo tác từ những cây còn nhỏ. Đến nay ông cũng có một cái vườn cảnh rất là đa dạng phong phú. Đây là những vườn bonsai mà chúng ta vẫn nói là bonsai rẻ tiền. Đó là những cây nhà lá vườn, những cái sản phẩm trực tiếp của người lao động làm nên. Hôm nay Đỗ Sinh gửi đến các bạn một cái hình ảnh của một cây tường vi đầu tiên trong cuốn video này. Vâng, chào ông Lương Cầm nhé. Vâng, xin chào quý khán giả yêu thích vật cảnh của chúng ta và xin chào hướng sắc Đỗ Sinh. Hôm nay tôi đã có một số tác phẩm để giới thiệu đến các bạn chơi và để giao lưu. Vâng, xin giới thiệu đây là một cây tường vi. Và mùa này tường vi thì chuẩn bị đơm hoa rồi. Đấy, chuẩn bị đơm hoa và lại ra hoa cho chúng ta một mùa hoa rất là vâng, cây tường vi. Sau cái những cái lúc ngủ đông bây giờ đã đưa lộc ra rất đẹp. Lộc này nó bắt đầu bông hoa rồi. Thưa quý khán giả, video này Lương Cầm sẽ khuyến mại quý khách là giảm xuống 20%. Vâng. Đấy, theo một cái giá thực. Đấy. Thế thưa quý khán giả, cây này thì trước thì báo giá là 2,5 triệu. Nhưng hôm nay sẽ rút xuống là còn 2 triệu. Vâng, cây 2 triệu đồng cây tường vi này. Với giá 2 triệu đồng. Vâng. Cây này cũng đã sống trong chậu nhiều năm rồi và năm nào cũng ra hoa. Đấy. Mà nó có dáng rất đẹp mà nó còn có nu đấy, đang lên nu nu hết. Vâng. Đẹp quá đấy. Như vậy cây tường vi này là báo giá 2 triệu. 2,5 triệu nhưng bây giờ sẽ hôm nay sẽ khuyến mại xuống còn 2 triệu. Vâng. Rồi, ông chuyển cây khác đi. Cái này một người bê nặng. Vâng. Tiếp theo. Vâng, tiếp theo chúng ta đến với cây sung. Một cây sung túc. Sung túc, vâng. Cây sung túc này nói thưa quý khán giả là làm từ bé mà nhiều năm rồi. Bây giờ nó thành phẩm được cây như thế này. Đấy, nó đã ăn 9 lít vào đá rồi. Đấy, cây nó đã ăn 9 lít ra tất cả khe đá. Đấy, thưa quý vị là thế. Vâng, tạo thành một cái tán tổng thể. Vâng. Gồm có cây sung và cây túc. Cây sung, đấy, cây túc. Một cái tán ô. Vâng, nó kèm đấy. Vào nhau này, nằm trong khe đá rồi. Đấy, dễ nó buông. Và tác phẩm sung túc này thì bao nhiêu tiền không? Tác phẩm sung túc này cũng 2 triệu đồng. Vâng. Nhưng rút xuống là khuyến mại còn 1,5 triệu. Vâng, 1,5 triệu. Vâng. Này rồi. Giá tại vườn đâu ạ? Vâng, tức là giá đó là giá giao lưu tại vườn. Giá tại vườn, tại vườn. Không bao ship, vâng. không bao ship. Thì tôi không biết xa gần nào cho nên là không bao ship bao giờ. Rồi, này rồi, ông chuyển cái khác đi. Giá 2 triệu, giờ còn 1,5 triệu. Vâng. Và bây giờ chúng ta đến với cây ruối. Một cây ruối. Thưa quý khán giả là các bạn chơi là ruối của tôi thì nói chung là toàn những cây làm lâu năm. Đấy, cây này thì nó được xây dựng từ bé mà bây giờ nó luôn vào đá. Luôn khe đá. Đấy. Nó có một cái dáng tự nhiên này này. Dễ nó luồn tất trong khe đá này. Đấy, và đã ra quả. Đã quả nhiều năm rồi và bây giờ bắt đầu cũng vào mùa quả. Đây, quả đây. Quả đây, rất nhiều quả. Đấy, chuẩn bị chín. Nhưng hôm nay thì chưa chín, các quý vị ạ. Rất nhiều quả, tất cả dâu quả đây. Đây, đấy. Thưa các bạn chơi là riêng ruối của tôi thì cây nào cũng nhiều quả. Kể cả cây bé, cây to, tất cả là sẽ mai kia sẽ chín vàng hết cả cây này.
Vâng. Cây đây thì giá bao nhiêu? Thưa quý khán giả, cho bạn chơi là cây này cũng có giá 2 triệu. Giá 2 triệu. Hôm nay cũng rút xuống và khuyến mại cho bạn chơi là 1 triệu 500 nghìn. Vâng, còn 1 triệu rưỡi. Vâng. Đấy rồi. Đấy. Tuyệt vời. Để các bạn chơi và chúng ta giao lưu với nhau có những tác phẩm. Ok. Rất là yêu thích như thế này. Rồi, ông chơi cái khác đi. Vâng. Và cái tiếng mà búa và tiếng máy khoan máy đục là hơi ồn thì các bác thông cảm. Đây là căn nhà Đỗ Sinh ngay sát bên cạnh. Tôi đang thi công nốt cái phần làm sắt để ngày mai tôi đổ bê tông mái tầng 2 cho nên nó hơi ồn. Nhà tôi với nhà ông Lương Cầm là chung bức vách đây. Đấy. Đấy, các bác mà cứ hỏi đấy nhà ông Cầm ở đâu thì chính là ở nhà tôi luôn. Chúng ta đến với cây hồng ngọc mai. Vâng, tiếp theo là một cây hồng ngọc mai. Thưa quý vị, là cây này thì nó có một cái nét nghệ thuật. Và tôi cũng đang nghĩ ra một cái tên nhưng mà không biết quý vị có cảm, có đồng ý với tôi hay không. Nhưng mà tôi đặt cái tên cây này nó là Hoa hậu Hoàn Vũ. Hoa hậu Hoàn Vũ. Vâng. Đấy, nó có một cái nét rất là cao dáng và nét nghệ thuật của các vòng đo. Của các vòng đo, tức là vòng 1, vòng 2 và vòng 3. Quý vị ạ. Và cây này thì... Đâu, vòng 1 đâu? Vòng 1 chỗ nào? Vòng 1 trên này. Vòng 2 ở đây và vòng 3 đây. Đấy, còn đây là chân. Đấy, mình biểu tượng như thế. Đấy. Cái này thì được nuôi trồng nó lâu năm và giờ lá nó bé tí như thế này. Và năm nào cũng ra hoa mà hoa rất nhiều, đã rụng ở đây rất nhiều. Đấy. Nhưng được riêng cái hồng ngọc này thì vào vụ như thế này thì hết đợt này lại ra đợt khác rồi. Vâng, nó nhiều hoa. Đấy, nó nhiều đợt hoa chứ không phải là có một lần. Đấy. Mà hoa nhìn có nó hiền nha. Vâng, hoa hiền mà có mùi thơm mà. Màu phớt hồng vâng. Hiền phết. Có mùi thơm và tác phẩm này là tác phẩm để bàn thôi. Vâng. Đấy. Rồi để tôi ông cầm hai tay ông nâng lên cái. Vâng. Đấy, tôi chụp nhá. Rồi, tác phẩm này bao tiền ông? Tác phẩm này thì nó có giá là 1 triệu 400 nghìn. Nhưng triệu. Hôm nay cũng khuyến mại cho quý vị các bạn chơi mình là còn 1 triệu đồng. Tròn. 1 triệu đồng. Tròn triệu nhá. Rồi. Ok rồi, thôi ông chuyển đi. Vâng, bây giờ chúng ta đến tiếp với một cây tùng. Cây tùng. Tùng xà mà nó là gọi là tùng tuyết đây. Và ông quay hướng kia để tôi làm cái gốc cây tùng nữa. Nó cũng nằm trong chậu lâu năm rồi. Rồi cây này cây tùng dáng thác đổ. Cây này giá thế nào? Cây này giá 2 triệu đồng nhưng cũng rút xuống 500 nghìn. Còn 1 triệu 500 nghìn. Triệu rưỡi. Vâng. Rồi, ok. Ông chuyển nhé. Tác phẩm bonsai treo. Bonsai treo tức là bonsai nó... treo và vâng. Thưa quý vị là đây là một cây du. Vâng. Cây du nhưng mà tôi xây dựng treo là bonsai treo. Không, quay mặt kia. Đấy, nhìn có đấy. Được cái cần. Đấy rồi. Tức là ông ấy để vào cái bình rượu cần. Bình rượu cần. Sau đó thì là đưa cây du dáng thác đổ. Vâng. Thì là mình cứ tưới là tưới lên trên miệng đấy. Tưới trên này. Thế và chơi là treo lên được và để rưỡi được. Để ăn đấy được. Đấy, chứ không phải là chỉ có treo mới được. Vâng. Rồi. Đấy. Nhưng bonsai treo như thế. Ơi. Ê, tấm nào thả có kéo bán ra tấm nào treo.
Rồi. Đấy, lấy cái bắt vào đây và nó thân nó buông xuống. Đấy, cầm một tay ông nhương lên để tôi chụp kiểu này. Đấy, để dịch vào đây, dịch vào đây để nó lấy cái phông. Vâng. Chụp nhá. Vâng. Xong rồi. Cây đề bao nhiêu tiền không? Cây này thưa quý khán giả là cây này là cũng có 1.500.000 nhưng hôm nay xuống còn 1.000.000 đồng. 1.000.000 đồng. Vâng. Vâng. Ok. Rồi ông chuyển đi. Vâng, cây ruối. Vâng. Thế các bạn chơi là ruối này của tôi đều có quả hết. Đến vụ tới đây sẽ ra quả hết. Đó. Không có cây nào là cây không có quả. Đấy, dưới bàn trà đó. Rồi, cây này bao tiền? Cây này nó có giá 700.000 nhưng mà hôm nay xuống giá cũng còn 500.000. Rồi, nhất trí. Rồi, ok. Vâng, tiếp theo chúng ta đến với cây hoa bạch thiên hương. Còn cây này cây bạch thiên hương. À, thưa quý bạn chơi là hôm nay thì hoa nó thui rồi là bông hoa này đã là 1 tuần. Rồi. Bắt đầu lại nở bông này. Và bông này chơi khoảng độ 3-4 ngày lại bắt đầu nở bông này. Đấy. Và nó còn tiếp theo còn nụ ở đây. Đấy. Cho nên chúng ta chơi được thời gian rất dài. Và cái bạch thiên hương này thì nó mùi thơm. Tôi để cái bồn hoa này trong phòng mà thơm lừng cả phòng. Đấy. Các bạn. Nó có dáng mai bò. Đường lượn của nó rất là ngoằn ngoèo và nghệ thuật. Đây nó mọc một cái mầm này. Đấy. Đấy, tôi không muốn cắt, tôi để cho nó ấm đầu. Và rồi. Tất cả những cái mầm này nó cũng ra hoa các vị nhá. Đấy. Bạch thiên hương giá bao nhiêu? Cái bạch thiên hương này thưa quý bạn chơi là nó có giá 800. Nhưng hôm nay tôi cũng khuyến mại cho các bạn chơi là còn 500.000. Vâng, tuyệt vời. 500.000. Ok. Rồi, cảm ơn ông nhé. Vâng. Vâng, chúng ta tiếp đến một cái sung bonsai để bàn này. Cái sung này thưa bạn chơi là cây này nó được có một cái bệ rất là yêu thích. Là vì cái bệ của nó bò mà nó nằm rất là đẹp. Mà u cục như thế của nó như thế là vì cây này nó sống trong chậu nhiều năm rồi. Cây này chu quả, dâu quả rất nhiều rồi. Vâng, dâu của nó rất nhiều. Đấy, phía trên này, lên tận ngọn luôn đấy. Vâng, cây này nó siêu mà. Rồi, giống sung này đủ nước để ra quả nhiều lắm. Ưu điểm nhất là cái bộ gốc này. Đấy, bộ gốc này của nó, một là nó có điểm đẹp mà nó ô cục. Mà cũng là cây để bàn nữa các quý vị nhá. Vâng, không phải nhỏ. Cây to quá đâu. Đấy. Cây này giá bao nhiêu? Cây này giá 1.500.000. 1.500.000. Nhưng hôm nay cũng rút xuống còn 1.000.000 đồng. Tuyệt vời rồi. Vâng. Vâng. Giao lưu vì chúng ta có những cái khuyến mại. Video này là video khuyến mại. Rồi, ok. Tình cảm anh em mình chơi với nhau trên mọi miền cho nó. Rồi, ông vâng. Chuyển đi. Vâng, tiếp tục chúng ta đến với một cây mai chiếu thủy. Mai chiếu thủy. Vâng. Cây này là cây là tầm lá lớn à? Vâng, cây này cây lá lớn. Rồi. Đấy, cây chiếu thủy này thì nó có bộ gốc bệ to. Và rồi. Cây này thưa các bạn chơi là phải 2 người bê. Rồi, ok. Cứ 1 người không bê được. Vâng. Thì có cây này nó rồi, cứ nhẹ nhàng là 2 người bê cho nó an toàn. Thì tôi đo cái vòng đo cho quý vị. Đây là đo vòng eo thôi. Đây là thô thân. Thân thôi. Thân đã là 48. 48, vâng. Và nó có chiều cao cũng. Chiều cao là 55. Vâng. Đấy. Chiều cao cây là 55. Vâng. Và chiều vâng. Tàn là 70. Rồi, ok. Số đo của nó thế đấy, các vị.
Rồi, tuyệt vời đấy. Cây này, những cái dòng cây mai chiếu thủy thì dịp tới cũng sẽ rất nhiều hoa này, nó đến mùa mà. Mai chiếu thủy với nguyệt quế là chỉ khoảng trong vòng tháng thì trở lại là sẽ trổ bông, sẽ bung lụa. Khoảng độ giá bao nhiêu không? Cây này nó có giá 3 triệu 500 nghìn. 3 triệu rưỡi, 3 triệu rưỡi, về giờ ông khuyến mại chưa? Khuyến mại xuống là còn 3 triệu đồng. Vâng. Tác phẩm mai chiếu thủy giá tròn 3 triệu. Thưa quý bạn chơi là cây này nó nặng, nó to đấy. Cây này là phải 2 người khiêng. Ok rồi. Một người không nổi. Rồi, chuyển cây khác nha. Vâng. Vâng, và để kết thúc cuốn video giới thiệu giao lưu với vườn ông Lương Cầm, xã Phú Phương, Ba Vì, Hà Nội, chúng ta đến với một tác phẩm người thì gọi là cẩm thị à? Người thì gọi là gỗ mun à? Gọi là nó đen như gỗ mun như thế này. À, vâng, tức là ông gọi là cây gỗ mun. Cây gỗ mun nhưng mà nó, thưa quý vị, cái là thân nó cái đen chúi. Thân nó đen chì mà nó cóc cách thế này mà nó vẫn nảy ra mầm. Vâng, người ta đây ạ. Vâng. Như thế này mà vẫn nảy ra mầm. Không, đấy chỗ này nó vẫn còn sống thì nó. Vâng, đây, mà. Đây có thể nó vẫn nảy mầm ở đây. Thế biết đây, nó lại nảy mầm ở đây. Đấy, đây là tiểu cảnh rừng. Thì chỗ nào nó còn tế bào sống là nó sẽ nảy mầm thôi. Trừ, nói chung là tế trừ bào. Trừ khi những cái tay này thì không bao giờ nảy được mầm rồi. Vâng, những cái này rồi. Có khi lại nảy ở đây nữa. Nó khô rồi. Vâng. Đấy, mà cái giống này sống khỏe lắm. Cây gỗ mun. Vâng. Thưa bạn chơi là cây này thì tôi xây dựng cũng nhiều năm rồi. Và nó tiểu cảnh rừng này thì hôm nay nó ra được non đúng tuổi trăng tròn này. Quá đẹp. Quá đẹp. Vâng. Nó là rừng mun đi, gọi là rừng mun. Vâng, và nó là tiểu cảnh tự nhiên. Và có sinh thái sinh động như thế này. Đấy, vì cây này là phải hai người bê nặng. Cho nên là không cho vào bàn quay được. Đấy, thưa các bạn như vậy. Rồi. Cây này giao lưu giá thế nào? Cây này nó có giá 5 triệu 500 nghìn. Nhưng hôm nay khuyến mại là còn 5 triệu đồng. Tròn 5 triệu nhé. Vâng. Rồi. Rồi ông đi ra để tôi chụp cây này. Vâng. Ông đứng đấy nó lại còn có mỗi góc bụng. Rồi, chụp nhá. Rồi, giá cái 5 triệu. Cái gỗ nó nghịch. Vâng, nó là đen như gỗ mun mà. Đen như gỗ mun. Người ta hay có cái câu nói là da bạch tuyết thì trắng như tuyết mà tuyết. Tóc thì đen như gỗ mun. Đấy. Rồi. Và tới đây Đỗ Sinh cũng khép lại chương trình giao lưu với một cuốn video tại vườn cảnh ông Lương Cầm. Số điện thoại của ông Lương Cầm ở trên dòng chữ giới thiệu tiêu đề video tôi cũng ghi để các bác tiện việc giao dịch. Xin chào các bác và hẹn gặp lại ở những chương trình sau. Cốc là cốc cách. Thân rất giả.